Chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì hôm nay các bạn thì đúng 5 giờ chiều hôm nay các bạn thì sẽ đưa cho ba của Tí La Cà Lâm bạn về nơi ăn nghỉ cuối cùng luôn các bạn. Thì nghe chăng lúc này các bạn thì những anh em của trại hòm 10 tỉnh các bạn thì đang vô nhà của Tí La Cà Lâm đang ăn cơm nha. Thì đang chuẩn bị ăn cơm xong rồi sẽ làm lễ bế quan rồi tất cả nha, rồi sẽ đưa cho ba Tí La Cà Lâm về nơi ăn nghỉ cuối cùng luôn các bạn. Thì và các bạn thấy giờ là những bà con rồi con cháu gì các bạn thì gom về ngay nhà của tôi Tí La Cà Lâm nha. Đây là những anh em của 10 tỉnh luôn các bạn. Đó, thì cái anh bạn áo đen này các bạn thì ảnh là anh 10 nha, ảnh là cái đội trưởng ở trong trong trại hòm của 10 tỉnh luôn các bạn. Mấy anh em ăn cơm tự nhiên nha. Đó trời, vậy mới được chứ đó. Thứ hai mà anh xin chào mấy người. Ok. Đó thì mà các bạn thấy là cái này là trại hòm 10 tỉnh các bạn thì đang trang trí cho ba của Tí La Cà Lâm bạn. Cực kỳ đẹp không? Phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Thì các bạn thấy ở đây là những anh em và con cháu nha. Đó thì các bạn thấy là phía ở bên trong đó các bạn cực kỳ đẹp, trang trí một cái màu vàng phải nói là cực kỳ đẹp nha. Thank you.
We'll be right back.
sẽ đưa thân nhân của chú về với anh nghỉ cuối cùng. Được sự thống nhất của gia đình, anh em ban nhạc chúng tôi của trại Hồng Mười Thịnh ban nhạc ban đội đạo tiền có quàng của anh Mười đến đây để trước hết để chia buồn cùng gia đình, sau đó chuyển đưa thân nhân của chú về nơi anh nghỉ cuối cùng. Một lần nữa anh em ban nhạc của tôi cúi đầu cầu chúc cho tâm linh của chú sẽ về với cái cảnh được nhẹ nhàng thanh thản, và cũng không quên cầu chúc cho ông bà cô bác và anh chị em đến dự buổi tang lễ hôm nay luôn gặp nhiều may mắn và làm ăn phát tài. Sau đây là những ý thơ để chia buồn cùng với gia đình. Đêm đêm con nguyện Phật chờ cầu cho cha mẹ suốt đời phước an, ốm đau bệnh hoạn tiêu tan, niềm vui hạnh phúc ngập tràn trên môi. Mẹ suốt đời phong phương, một đời đơn giản hiền nhiên, dù đàn con trẻ niềm thiếu quyết rồi đồng sống không phai. Cửa khẩu thanh tha phát hành
chịu sao dịch sao lại người trường ơi mãn kêu không mãn đâu rồi để lên đây cút luôn được cút luôn cái mọi người mày nhảy lên trên cút lại ra rồi cút còn hả kêu ai chạy mượn cái mé vô đây dùm lên để xuống dưới này cút con cháu đâu vô vô đi con vô ban gòn ba đá gòi nhà đi bàn dây hoàng tặng viên dìa tội tiêu khiển qua diện qua hồng liên nam mô thanh lơ địa bồ tát nam mô thanh lơ địa bồ tát nam mô thanh lơ địa bồ tát nam mô đại bi hồi thượng phật bồ tát nam mô đại bi hồi thượng phật bồ tát nam mô đại bi hồi thượng phật bồ tát thiên thủ thiên nguyện vô ngày đại bi tâm là ra đi nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật lo kiết đây qua bá ra gia bồ đề ta đó bà già ma ta gọi bà già ma ca lo ni ca gia an ta bà bạc bà ma ra ma ra ma ma a di đà dẫn cụ lộ lo kiến ma đạo rô đạo rô bà già gia đế ma bà già gia đế ta phật sam phật ta ra ya hồ lô hồ lô ma ra hồ lô hồ lô a di đà ta ta ra tất thị ta ni đó ro đó ro bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đề di ya na ra cần di đề di sanh di na ba ya ma na ta ba tất cả ya ta ba ma tất cả ya ta ba tất cả yu ma tu ba na ya ya ra tất cả ya ta ba ba ra ma ya ta ra ya ta ba
con chị ta bà bàn đà ra giả ta bà ma bà lại thắng tia ra giả ta bà nam mô hát đàm na na ra ra giả giả nam mô a di đà bà lo tiên đề tước bàn ra giả ta bà an tất thiện đồ mạng ra ra bà sa giả ta bà an tất thiện đồ mạng ra ra khoái lạc bảo liên đài diệp trưởng cái con thiền như lai thân thọ ký nhược nhau dục liếu chi tam thế như thế phật hưng phạt thập cho ta như thế cờ tam tạo án trà ra thế giả ta bà ha nhược nhau dục liếu chi tam thế như thế phật hưng hoàng bạch cho đánh như thế cờ tam tạo án trà ra thế giả ta bà ha nhất sai hộ hương linh siêu sanh tịnh độ nhị sai hộ hương linh trực giảng tây phương tam sai độ tàn chủ đất khương ninh thọ thọ phước để hạ quan sự tật tàn nguyên lễ tứ bay đi các bạn đó bạn các chú này giống như là họ đi À, thì các bạn thì sớm như các bạn thì Tí La Cà Lâm cũng có quay các bạn xem bạn thì hôm nay là ba của Tí La Cà Lâm đã qua đời các bạn thì hồi sớm như các bạn thì Tí La Cà Lâm quay thì bây giờ thì cũng đã hết rồi các bạn thôi giờ Tí La Cà Lâm cũng kết thúc video ở đây luôn các bạn thì mình cũng mong các bạn ủng hộ cho Tí La Cà Lâm bạn hãy cho Tí La Cà Lâm một cái chia sẻ cái đăng ký kênh luôn các bạn bây giờ Tí La Cà Lâm bye bye các bạn nha bye bye.